Chào, xin chào các bạn. Lại một tuần đầy bất ngờ và biến động đã trôi qua. Ngoài việc trường Đại học Kinh tế Luật của chúng ta thực hiện giãn cách xã hội, chuyển hướng hoạt động dạy và học sang hình thức học trực tuyến, thì trong tuần này còn những thông tin nổi bật nào khác nữa nhé? Chiều ngày 3 tháng 8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ra nhận định dịch bệnh sẽ còn kéo dài, vì vậy cần phải xác định tinh thần sống chung với dịch bệnh. Ông Phong cho rằng thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa nặng nề việc cách ly xã hội và đang tập trung khoanh vùng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh để xử lý, cạnh đó vẫn tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân, ông Phong cũng đề nghị các cơ quan ban ngành cần tăng cường xử phạt các hành vi tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép, lợi dụng tình trạng dịch bệnh, tăng giá khẩu trang, nước rửa tay, lơ là, chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Lâm Đồng, một giám đốc người Nhật của công ty huyện Lạc Dương, Lâm Đồng phát hiện dương tính với COVID-19 sau test nhanh khi bay về Nhật Bản ngày 1 tháng 8. Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã tiến hành cách ly tại chỗ 23 nhân viên ở công ty này. Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan ban ngành huyện Lạc Dương đến phong tỏa công ty Hokkaido, tại đây đang có 23 người làm việc, trong đó có 10 người địa phương. Lãnh đạo huyện Lạc Dương cho biết, bình thường 10 công nhân người địa phương ban ngày đến công ty làm việc đang đêm về nhà nghỉ ngơi. Do đó, những người này được xác định là F1, còn người nhà của họ là F2 đều cần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vâng, đợt bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ 2 vừa qua cũng đã có những tác động nhất định đến các chỉ số chứng khoán của tháng 7 vừa qua. Hồ sơ thống kê, tháng 7 vừa qua các ngành bị biến động mạnh rơi vào các ngành tiêu dùng 8,39%, ngành năng lượng giảm 7,26% và ngành tài chính bất động sản giảm 4,79%. Thanh khoản thị trường cổ phiếu trong tháng 7 ghi nhận sự sụt giảm so với tháng trước. Hồ sơ cho biết cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 4.530 tỷ đồng và khối lượng giao dịch đạt trên 271 triệu cổ phiếu trên một phiên, tương ứng giảm lần lượt là 32% và 37,49%. Trong bối cảnh đó, tổng giá trị giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 26.810 tỷ đồng, chiếm 12,86% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Khối ngoại đã bán ròng với giá trị hơn 786 tỷ đồng. Chỉ đối đầu với COVID-19, virus vừa qua còn xảy ra một vụ nổ hôm ngày 4 tháng 8 tại một nhà kho gần bến cảng ở thủ đô Beirut, tạo ra một đám khói khổng lồ bao trùm một khu vực, một quả lửa màu cam và một đám mây hình nấm lớn trên bầu trời. Các trực thăng quân sự Liban đã được triển khai để hỗ trợ chữa cháy. Vụ nổ có sức mạnh tương đương một trận động đất 3,5 độ theo Trung tâm Khoa học Địa chấn đất GFZ, thậm chí có thể nghe thấy và cảm nhận được ở Ship, quốc gia cách đó hơn 200 km bên bờ kia Địa Trung Hải. Phần lớn cảng Beirut bị san phẳng, các tòa nhà xung quanh đó đã bị phá hủy khi những mảnh vỡ cửa kính văng xa hàng ngàn km, trong đó có sân bay quốc tế duy nhất của thành phố. Vụ nổ thậm chí gây chấn động cho một thành phố vốn đã 15 năm chìm đắm trong nội chiến. Các vụ đánh bom tự sát, các vụ ném bom của Iran và các vụ ám sát chính trị. Thống đốc Beirut đã bật khóc khi thị sát hiện trường. Beirut là một thành phố bị tàn phá, ông thốt lên. Thủ tướng Liban tuyên bố sẽ buộc những người gây ra thảm họa này phải chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Y tế Liban thông báo số người chết đã lên 78 và gần 4.000 người bị thương. Các khoa cấp cứu ở Beirut nhanh chóng trở nên quá tải, nhất là trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn ra. Hội chữ thập đỏ của Liban đang kêu gọi hiến máu khẩn cấp và hỗ trợ máy phát điện cho các bệnh viện duy trì hoạt động. Nhiều nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới Liban, ngay cả Israel, đối thủ của Liban cũng đề nghị gửi viện trợ. Tổng thống Donald Trump cho rằng các tướng lĩnh Mỹ dường như nghĩ đây là một vụ tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sẵn sàng hỗ trợ Liban. Và trên đây là những thông tin nổi bật nhất trong tuần vừa qua. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Official của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.